Với những chiếc TV của LG từ năm 2020 trở về trước, khi mà mọi người sử dụng thì sau một thời gian, bộ nhớ của TV nó khá là đầy. Bộ nhớ TV đầy sẽ khiến cho TV nó hoạt động chậm hơn, khả năng xử lý các chương trình, các ứng dụng, khởi động ứng dụng nó bị đơ, bị giật hơn. Vậy thì làm thế nào để có thể reset lại cho bộ nhớ nó đầy lên? Tổng thời gian bật nguồn 1691 giờ bộ nhớ sẵn có 0,51 GB trên tổng số 0,62 GB. Đây là chiếc TV UZ 652 của năm 2017, đã dùng 5 năm rồi. Vậy thì reset như thế nào để có thể TV bật hơn thì trong clip này em sẽ hướng dẫn mọi người. Với những chiếc TV của LG chạy hoành web 5.0, tức là với những chiếc TV có giao diện như vậy và ra mắt sản xuất từ năm 2020 trở về trước, thì sau một khoảng thời gian dùng thì nó sẽ bị đơ các ứng dụng, truy cập YouTube chậm, Netflix chậm, FPT Play chậm, và đơn thuần là các chương trình, các ứng dụng của TV nó sẽ rất là đơ. Vậy thì làm thế nào để có thể khởi động đấy, cho TV nó nhanh hơn, mượt hơn? Thì để có thể reset thì TV LG reset rất là đơn giản. Đấy, mọi người sẽ di chuyển vào mục cài đặt. Trong mục cài đặt thì sẽ có mục tất cả cài đặt. Tại tất cả cài đặt thì sẽ có mục là cài đặt chung. Tại mục cài đặt chung này thì sẽ có mục gì? Đây là mục đặt lại về ban đầu. Đây, di chuyển chọn đúng mục đặt lại về ban đầu. Tại đây thì nó sẽ báo là resetting sẽ xóa tất cả các cài đặt tài khoản và các ứng dụng đã cài đặt của bạn, không thể hoàn tất thao tác này. Ấn OK. Tại mục này thì TV nó sẽ tự động nó khởi động lại. Đấy, TV nó sẽ tự động nó khởi động lại. Và để nó khởi động lại xong thì mọi người sẽ có thể cài đặt lại. Đây là, rất là sorry các bác thì đang cởi trần vì em vừa đi tắm biển này. Đấy, web này. Web hoành web thì nó có cái cải tiến nâng cấp từ năm 2021, thay thế hệ điều hành webOS 5.0 bằng webOS 6.0. Từ 2021 thì TV của LG chạy webOS 6.0 và show toàn bộ các ứng dụng ra cái màn hình trung tâm. Nó không còn xuất hiện ở tại menu bên dưới nữa. Còn đây là chiếc TV 43UZ 652T của năm 2017. Ra mắt năm 2017 và ngày hôm nay em quay là năm 2022 rồi. Thì TV nó sẽ rất là đơ, chậm. Vậy thì để có thể reset và làm được thì mọi người chỉ cần ấn TV đặt lại về ban đầu thì nó sẽ xóa toàn bộ các ứng dụng này. Nó sẽ xóa toàn bộ các ứng dụng, các cài đặt đi. Sau đó thì mọi người sẽ tiến hành cài đặt lại, di chuyển xuống phần tiếng Việt. Chọn country là Việt Nam. Đấy, mọi người sẽ load này, quốc gia chọn Việt Nam. Lướt xuống Việt Nam. Múi giờ tại Việt Nam thì mọi người chọn múi giờ GMT cộng 7. Đấy, ấn OK. Đấy, sau khi TV đã được định vị xong thì nó sẽ cho mọi người tiếp tục cài đặt này. Đây, tại trong nhà ấn OK. Tại đây thì nếu mà gia đình mà có mạng internet có dây thì cắm trực tiếp dây vào, không thì bắt wifi. Nhưng mà để TV hoạt động ổn định, đấy, không chập chờn, không bị đơ khi mà tín hiệu không dây kém thì mọi người lên cắm dây, cắm mạng internet có dây. Sau đó thì ấn OK, nó báo kết nối thành công. Hay lướt web bạn đã kết nối internet. Tại đây thì sẽ lướt qua, bỏ qua bước này. Đấy, mọi người có thể lướt nó xuống, lướt hết xuống để đọc cái pháp lý, ấn tiếp theo. Sau đó thì ấn chọn tất cả, đồng ý. Đấy, tiếp tục chọn tất cả, ấn đồng ý. Đấy, tại đây thì sẵn sàng, ví dụ gia đình có anten thì cắm anten vào, sau đó thì cho dò, còn không thì mọi người bỏ nó qua. Đấy, bỏ qua. Đấy, bạn sắp hoàn tất, giờ hãy thiết lập. Ở cái bước này là bước có thể kết nối các thiết bị ngoại vi như đầu HDMI. Đấy, đầu thu kỹ thuật số. Ấn tiếp theo. Đấy, tại đây thì chọn HDMI 1 hay HDMI 2. Cũng ấn tiếp theo luôn. Ấn tiếp. Đấy, bước này là bước chọn cái tín hiệu kỹ thuật số thì mọi người có thể ấn X tắt nó đi. Tại đây thì đã có thể sử dụng TV bình thường rồi và mọi người sẽ ấn phím ngôi nhà ở trên điều khiển để khởi động các cái ứng dụng, khởi động các ứng dụng này, nó sẽ show toàn bộ các ứng dụng ra.
Và tại đây thì để vào cài đặt, các bác sẽ nhìn thấy cái bộ nhớ của TV đã được giảm đi rất là nhiều, nó không còn bị 0,5 mấy này, 0,52 trên 0,61 nữa. Bộ nhớ của nó có khoảng gần 1 GB thôi. Và để có thể là giải phóng bộ nhớ cho TV nó nhanh hơn này, WebOS UZ 652T này, mọi người nhìn thấy không? Bộ nhớ trong này 0,61 trên 0,62, tức là TV chưa có dùng cái gì cả. Mặc dù là tổng số thời gian bình nguồn có 1691 giờ thôi, nhưng TV bộ nhớ trong sẵn có là 0,61 trên 0,62. Đó, khá là ok. Đấy, thì khi này thì mọi người đã có thể khởi động tìm kiếm các ứng dụng nó dễ dàng và đơn giản rồi. Để có thể tải thêm ứng dụng thì mọi người sẽ ấn vào My Channel. Tại khu vực My Channel này thì mọi người có thể tải thêm được các kênh, hay đơn thuần là mọi người sẽ tìm kiếm các nội dung mới của TV ở cái mục ứng dụng đây, ở cái mục ứng dụng này. Trong mục ứng dụng này thì nó sẽ có các cái lịch tải thêm các ứng dụng, thì tiếp tục tìm kiếm ở trong kho ứng dụng. Đây, LG Content là kho ứng dụng này, chẳng như muốn tải YouTube về thì mọi người truy cập vào đây, tìm kiếm tới ứng dụng YouTube hay bất cứ ứng dụng nào mọi người muốn tải xuống. Đây, ấn đóng vào, nó đang hướng dẫn. Tại đây nếu mà không tìm thấy thì ấn vào biểu tượng tìm kiếm. Sau đó thì nó sẽ loát ra cái ô tìm kiếm, gõ chữ YouTube. Gõ chữ YouTube hoặc dùng tiếng Việt. Yêu. Đây, xóa đi. Đây, ấn chọn YouTube. Thì ngay lập tức nó sẽ loát ra YouTube. Đấy, mọi người sẽ chọn vào YouTube. Sau đó thì ấn để tải nó xuống thôi. Ấn vào cài đặt. Đấy, ok. Sau khi xong rồi thì mọi người đã có thể khởi động được cái ứng dụng này lên, để có thể truy cập được vào kho ứng dụng giải trí YouTube, xem được khá là nhiều như chương trình hay. Còn đối với các bác mà muốn tải ứng dụng khác thì tiếp tục di chuyển vào LG Content. Tại đây thì nó sẽ có khá là nhiều các ứng dụng khác nhau. Đấy, khá là nhiều các ứng dụng khác nhau. Đấy, cứ truy cập vào đây thôi để có thể tìm kiếm các ứng dụng khác thôi. Các trò chơi thì cũng có trong này. Đấy, đơn thuần là như vậy. Các bác nhớ nhé, các bác thao tác này vào phần cài đặt, sau đó đặt về trạng thái ban đầu, sau đó cài đặt các bước như ở phần đầu video em hướng dẫn. Đấy, đơn thuần là như vậy là có thể giải phóng bộ nhớ cho TV, giúp TV tăng tốc, chạy nhanh hơn, mượt hơn, không bị còn bị đờ, lag và chậm nữa. Đấy, cảm ơn các bác.